đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 6 năm 2024, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị, văn minh. Ngày 6 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai năm 2024. Tại hội nghị, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Châu Đốc Phan Thị Phương Loan đã truyền đạt những nội dung mới của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị quyết số 27 NQ trên Tây Đức, ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Luật đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới quan trọng như bỏ khung giá đất, ban hành bản giá đất mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, đất cấp sai thẩm quyền sau năm 2014, sẽ được cấp sổ đỏ, đất không có giấy tờ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 được cấp sổ đỏ. Bên cạnh đó, luật quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, bổ sung nhiều trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất, đa dạng các hình thức bồi thường cho người dân bị thu hồi đất, chuẩn bị được thu hồi đất khi đã bàn giao nhà ở tái định cư, bổ sung thêm khoản hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất thông qua hội nghị nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức về luật đất đai năm 2024 và trách nhiệm của các cơ quan ban ngành địa phương trong việc thi hành luật đất đai, tổ chức thi hành có hiệu quả kế hoạch triển khai thi hành luật đất đai năm 2024 trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Ngày 6 tháng 6, ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam, làm việc với Quỹ ban Nhân dân Phường Núi Sam về việc khảo sát lấy ý kiến người dân và du khách về bố trí lại vị trí đặt các chốt thu phí tham quan tại buổi làm việc ban quản lý khu du lịch quốc gia núi sam thông qua phiếu khảo sát ý kiến người dân về thực trạng hoạt động thu phí tham quan khu du lịch quốc gia núi sam để các khóm tiến hành khảo sát nhằm phát huy quyền làm chủ thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân của các hộ kinh doanh trong khu du lịch quốc gia núi sam để hoàn thiện phương án bố trí chốt cho phù hợp đảm bảo tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích của người dân và du khách từ đó tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa. Thông qua phiếu khảo sát nhằm đánh giá phương án bố trí lại chốt một cách nghiêm túc, hiệu quả, tiện lợi, sử dụng lâu dài an toàn cho lực lượng tham gia thu phí, góp phần xây dựng và tạo hình ảnh đẹp cho khu du lịch quốc gia núi Sam ngày càng phát triển bền vững. Chiều ngày 6 tháng 6, Quỹ ban nhân dân phường Châu Phú A phối hợp phòng tư pháp thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật năm 2024. Tại hội nghị đã triển khai các nội dung của luật phòng chống tham nhũng, luật an ninh mạng, luật đất đai, pháp luật về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị, pháp luật về phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen và quyết định số 25 trên 2021 trên QĐ Ttg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thông qua hội nghị nhằm cung cấp thêm những kiến thức pháp luật cho lãnh đạo và đội ngũ công chức viên chức tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của các cơ quan đơn vị phường cho phú a có điều kiện nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng để đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân đồng thời định hướng cho cán bộ công nhân viên chức sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn hiệu quả và đẩy lùi nạn tín dụng đen trên địa bàn thành phố góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ngày 6 tháng 6, ban tổ chức phát thưởng cho các vận động viên tham gia hội thi bơi lặn cú đuối. Chương trình phổ cập bơi phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em tỉnh An Giang lần thứ 17 năm 2024. Hội thi có 144 vận động viên ở 11 quyện thị thành phố trong tỉnh tham gia với 87 nội dung gồm 78 nội dung cá nhân và 9 nội dung tiếp sức gồm các nhóm tuổi từ 6 đến 11 tuổi, 12 tuổi trở lên và nhóm 16 tuổi trở lên. Trong ngày thi đầu tiên, các vận động viên thi đấu ở các nội dung bơi 25m tự do, bơi 50m ngửa, bơi tiếp sức 4 x 50m cả nam và nữ và bơi 25m nam nữ, diều nạn nhân. Kết quả, ban tổ chức đã trao 23 quy chương vàng, 23 quy chương bạc và 24 quy chương đồng cho các vận động viên đạt thành tích cao trong hội thi. Trong đó, đơn vị thành phố Châu Đốc đạt 8 quy chương vàng, 9 quy chương bạc và 3 quy chương đồng. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, thời gian qua, đoàn thanh niên phường Châu Phú B đã thực hiện nhiều công trình phần diệt nhằm chung tay vì cuộc sống cộng đồng và góp phần xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Đoàn phường Châu Phú B đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức. Ngoài ra, đoàn phường phối hợp trạm y tế thường xuyên ra quân tuyên truyền về phòng chống dịch sốt xuất huyết trên người, ra quân diệt lăng quăng trên các địa bàn phát sinh dịch, hướng dẫn người dân loại bỏ các vật dụng chứa nước có thể phát sinh lăng quăng nhằm loại bỏ tác nhân gây bệnh, tổ chức ra quân ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, tổ chức dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy cống rảnh, phát quang trồng hoa trên đoạn đường thanh niên tự quản, xóa quảng cáo rào giặt không đúng nơi quy định, thực hiện mô hình giường ươm thanh niên, song song với đó các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trồng cây xanh chống rác thải nhựa cũng được đoàn phường triển khai hiệu quả, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, đoàn viên thanh niên địa phương đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao những việc làm cụ thể thiết thực đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng đô thị văn minh, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong việc tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh. Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024. Chủ đề của tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 là chung tay bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, tổ chức các hoạt động truyền thông truyền tải ý nghĩa và thông điệp của tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024, tuyên truyền luật pháp chính sách về người cao tuổi, về giải pháp ứng phó với vấn đề già quá dân số thông qua báo chí, truyền hình, truyền thanh, treo khẩu hiệu, bano áp phích, tờ rơi tại cộng đồng. Tổ chức chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030, Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025, thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 và các chương trình đề án có liên quan khác, dẫn động nguồn lực ủng hộ, hỗ trợ người cao tuổi có nhu cầu khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở phát triển và duy trì hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi, tổ chức các hoạt động thi đấu giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi. Khuyến khích cán bộ hội người cao tuổi và người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam tuổi cao gương sáng. Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch thí điểm xây dựng mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn hai mô hình trên địa bàn phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên và phường núi Sam, thành phố Châu Đốc. Thùng và túi phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ dân, số lượng 800 thùng, chao đốc 400 thùng, long xuyên 400 thùng và 144.000 túi, trong đó chao đốc 72.000 túi và long xuyên 72.000 túi có hai màu khác nhau. Phát hai thùng trên hộ và hai túi trên ngày trên hộ, hỗ trợ trong thời gian 6 tháng với hai màu khác nhau, hỗ trợ cho các hộ dân tham gia mô hình để thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thành hai loại gồm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế chứa trong thùng màu vàng và chất thải còn lại chứa trong thùng màu xanh lá. Thùng thu gom chất thải rắn còn lại tại các điểm tập kết của điểm triển khai mô hình, số lượng 20 thùng, Châu Đốc 10 thùng, Long Xuyên 10 thùng, bố trí tại các điểm tập kết rác các điểm triển khai mô hình trên địa bàn thành phố Long Xuyên và Châu Đốc. Tại các điểm tập kết này, chất thải rắn sinh hoạt còn lại sẽ được công ty cổ phần môi trường đô thị An Giang thu gom, vận chuyển về khu liên hợp xử lý rác thải kênh 10 Châu Đốc, khu liên hợp xử lý chất thải rắn Cẩm Long Xuyên, huyện Châu Thành để xử lý. Tổ chức thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt còn lại với tần suất một lần trên ngày, bố trí phương tiện đảm bảo thu gom vận chuyển riêng hai loại chất thải sau khi phân loại, không bố trí một phương tiện thu gom hai loại chất thải rắn và chất thải rắn có thể tái chế, tái sử dụng phải được xử lý hoặc chuyển giao đúng quy định đến khu liên hợp xử lý rác thải kênh 10 Châu Đốc, khu liên hợp xử lý chất thải rắn Cẩm Long xuyên, huyện Châu Thành theo quy định, đảm bảo thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo đúng tuyến đường, tần suất và thời gian đã thỏa thuận, theo dõi đánh giá việc thu gom phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của các hộ dân Đối với loại chất thải còn lại, yêu cầu các hộ dân tham gia mô hình có thể chuyển giao trực tiếp hoặc để sẵn các thiết bị lưu chứa bố trí tại các điểm tập kết của mô hình chờ công ty thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến lấy trong khoảng thời gian quy định. Thông qua hai mô hình này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và các cấp chính quyền trong khu vực thí điểm về phân loại, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thưa quý vị và các bạn thực phẩm an toàn không chỉ giúp cung cấp đủ chất dinh dưỡng mà còn đem lại một cuộc sống khỏe mạnh để trẻ có được một cơ thể khỏe mạnh phát triển đồng điều thì bảo đảm an toàn thực phẩm cũng là yếu tố quan trọng góp phần phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng góp phần đảm bảo cho trẻ phát triển toàn diện cả về trí lực lẫn thể lực tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng đã được cải thiện. Trên toàn cầu ước tính có hơn một nửa số trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu vi chất dinh dưỡng, ít nhất một trong các chất sắt kẽm và vitamin A. Ngoài ra, hơn 2 phần 3 phụ nữ không mang thai trong độ tuổi sinh sản bị thiếu vi chất dinh dưỡng, ít nhất một trong số đó là sắt kẽm và folate, còn được gọi là vitamin B9 Tại Việt Nam, theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng năm 2020 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tình trạng mù lò do thiếu vitamin A đã được thanh toán. Tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng được cải thiện rõ rệt ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là ở bà mẹ và trẻ em. Thiếu vitamin A tiền lâm sàng, xét nghiệm trong huyết thanh ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm từ 14,2% xuống còn 9,5%. Vitamin A trong sữa mẹ thấp đã giảm từ 35,5% xuống còn 18,3%, thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai và trẻ em dưới 5 tuổi đều được cải thiện. Năm 2020, tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi là 19,6%, phụ nữ có thai là 25,6% và ở phụ nữ tuổi sinh đẻ là 16,2%. Vì chất dinh dưỡng là những chất dinh dưỡng mặc dù nhu cầu cơ thể cần một lượng rất nhỏ hàng ngày nhưng chúng rất cần thiết cho quá trình phát triển, tăng trưởng về thể lực, tầm dốc và trí tuệ, góp phần quan trọng để nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho cơ thể. Các vị chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm sắt, kẽm, canxi, iot, vitamin A, vitamin B và vitamin C. Sự thiếu hụt các di chất dinh dưỡng này là một vấn đề sức khỏe toàn cầu quan trọng. Chúng có thể dẫn đến sự phát triển kém về thể chất và tinh thần ở trẻ em, làm trẻ dễ mắc bệnh tật hoặc làm bệnh tật trầm trọng hơn, chậm phát triển trí tuệ, mù lòa và tổn thất chung về năng suất và tiềm năng lao động, không giống như tình trạng thiếu dinh dưỡng năng lượng protein sự thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng này là một vấn đề sức khỏe toàn cầu quan trọng chúng có thể dẫn đến sự phát triển kém về thể chất và tinh thần ở trẻ em làm trẻ dễ mắc bệnh tật hoặc làm bệnh tật trầm trọng hơn chậm phát triển trí tuệ, mù lòa và tổn thất chung về năng suất và tiềm năng lao động, không giống như tình trạng thiếu dinh dưỡng, năng lượng, protein, tác động, sức khỏe của tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng không phải lúc nào cũng rõ ràng, do đó tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng đôi khi được gọi là nạn đói tiềm ẩn. Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, Diện Dinh dưỡng Quốc gia đưa ra những lời khuyên dinh dưỡng quan trọng cho người dân, trong đó việc thực hiện vệ sinh ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm là một trong những yếu tố quan trọng trong việc phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, việc tiếp cận đủ lượng thực phẩm an toàn và tốt cho sức khỏe là then chốt để duy trì sự sống và tăng cường sức khỏe bởi thực phẩm không an toàn có chứa vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc các chất hóa học có hại có thể gây ra hơn 200 loại bệnh mất an toàn thực phẩm không chỉ gây ra các bệnh mãn tính nguy hiểm mà còn trực tiếp gây ra các tình trạng ngộ độc cấp tính dẫn đến rối loạn tiêu quá trong đó tiêu chảy là tình trạng phổ biến nhất có thể dẫn tới tử vong nếu việc đảm bảo an toàn thực phẩm không được duy trì, tình trạng ngộ độc thực phẩm sẽ thường xuyên xảy ra, lặp đi lặp lại hoặc kéo dài sẽ có ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ, mà hậu quả là gây suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn thực phẩm là một giải pháp quan trọng trong việc phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ. Thực tế tại Việt Nam, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn thách thức, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ có thể được giải quyết tốt nếu có sự tham gia thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ. Từ người quản lý, người sản xuất đến người tiêu dùng đều phải đồng lòng thực hiện với mục tiêu giữ gìn sức khỏe cho thế hệ hôm nay và thế hệ tương lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, nhiệm kỳ qua mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung với nhiều cách làm hay sáng tạo thiết thực, qua đó phát huy sức mạnh khỏi đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào thành công chung trong quá trình xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị các cấp đã tạo thành phong trào rộng khắp và đạt nhiều kết quả quan trọng qua đó tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh khơi dậy phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững xây dựng thực hiện tốt quy chế dân chủ các quy ước hương ước kỷ cương pháp luật được nâng lên xác định xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cần sự tham gia tích cực của mỗi người dân, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội địa phương dưới nhiều hình thức, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt hợp lệ. Đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, định kỳ sơ tổng kết đánh giá kết quả triển khai và kịp thời biểu dương khen thưởng những đóng góp tích cực của các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên chủ động tích cực triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị đến nông đảo đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân. Cụ thể như cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh có nhiều cách làm hiệu quả, giúp nhiều hộ thoát nghèo, giảm nguy cơ tái nghèo. Những mô hình cách làm hay được nhân rộng trên địa bàn tỉnh như hội máy ấm tình thương, khu nhà đại đoàn kết, xe cứu thương chuyển bệnh miễn phí, tặng thẻ bảo hiểm y tế, bếp ăn tình thương, nuôi bò dỗ béo, bò sinh sản, nuôi dê, quầy hàng miễn phí cho người nghèo mặt trận tổ quốc các cấp thực hiện tốt công tác quy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong cộng đồng điểm nổi bật mặt trận tổ quốc các cấp tích cực tuyên truyền vận động quy động được nhiều nguồn lực góp vốn góp công hiến đức tham gia xây dựng nông thôn mới xây dựng các công trình phục vụ dân sinh 5 năm qua, mặt trận tổ quốc các cấp đóng góp trên 280 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, hiến 4.687 m2 đất, quy động trên 45.477 ngày công lao động để tham gia xây dựng 197 cây cầu giao thông nông thôn, xây dựng trên 312 tuyến đường giao thông nông thôn. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội. Thời gian tới, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh với nhiều nội dung đổi mới hoạt động thiết thực. Đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đẩy mạnh xã hội hóa, quy động sức dân thực hiện công trình giao thông nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trong hệ thống mặt trận Tổ quốc, duy trì nâng chất mô hình cách làm hay hiệu quả, kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, cơ dậy ý thức đoàn kết cộng đồng, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn và đô thị của các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2024, việc hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã triển khai liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tiếp tục đạt nhiều kết quả, tạo đầu ra ổn định cho nông sản qua đó giúp nâng cao nhận thức của người dân từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhất là các ngành hàng sản phẩm chủ lực, xây dựng được dùng nguyên liệu ổn định. Trong lĩnh vực trồng trọt, tính đến ngày 30 tháng 4, toàn tỉnh có 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia liên kết với khoảng 25 hợp tác xã, hai liên hiệp hợp tác xã và các tổ nhóm nông dân trồng lúa nếp. Từ đầu năm đến nay, diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa nếp hơn 50.461 ha. Trong đó, vụ đông xuân 2023-2024 có hơn 32.197 ha thực hiện liên kết, đã kết thúc thu mua. Về sao màu có 14 doanh nghiệp hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ sao màu các loại với diện tích trên 1.032 ha, thu mua đạt 100% có 13 doanh nghiệp hợp tác xã và thương lái liên kết tiêu thụ cây ăn trái các loại với diện tích là 4.663 ha, trong đó xoài liên kết với diện tích là 1.713,6 ha, còn lại là 2.950 ha liên kết trồng sầu riêng, mít, chuối, nhãn, cây có muối. Diện tích thu mua xoài đến nay hơn 829 ha. Trong lĩnh vực chăn nuôi, hiện toàn tỉnh có 8 xã thuộc 5 huyện thành phố bao gồm thị xã Tịnh Biên, huyện Thoại Sơn, Châu Phú, Tri Tôn và thành phố Châu Đốc tham gia nuôi gia công heo thịt, gà thịt và dịch thịt cho công ty cổ phần chăn nuôi CB Việt Nam. Trong đó heo thịt là 10.100 con ở ba trại, xuất chuồng 5.100 con. Gà thịt 355.000 con nuôi tại 6 trại, xuất chuồng 355.000 con. Dịch thịt 90.000 con nuôi ở hai trại, xuất chuồng 90.000 con. Với thế mạnh thủy sản, hiện tỉnh có 19 doanh nghiệp liên kết tiêu thụ cá tra với diện tích là 778,7 ha, trong đó liên kết với 99 hộ nuôi, diện tích là 293,8 ha và tại các vùng nuôi doanh nghiệp với diện tích là 484,8 ha. Ngoài ra, thương lái địa phương còn liên kết lâu dài với các nông dân các loại thủy sản khác như là lương 21,06 ha, ếch 2 ha, cá lóc 3,42 ha. Trong mối liên kết sản xuất tiêu thụ lúa nếp, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời liên kết sản xuất tiêu thụ vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 với diện tích là 16.070 ha. Hiện tiếp tục hỗ trợ công ty triển khai kế hoạch liên kết vụ hè thu 2024 đã triển khai 9.321 ha. Đến nay tỉnh hỗ trợ tập đoàn Lộc Trời nâng chất thành lập mới 37 hợp tác xã nông nghiệp và hai liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp có nhân sự tập đoàn Lộc Trời. Tỉnh còn hỗ trợ công ty cổ phần lương thực A An, tập đoàn Tân Long khảo sát trao đổi thông tin giữa công ty và các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Thoại Sơn và Tri Tôn để thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa theo đề án phát triển bình vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Kết quả vụ đông xuân 2023-2024, công ty thực hiện ký hợp đồng liên kết với hợp tác xã nông nghiệp Dọng Đông diện tích 100 hecta và hợp tác xã nông nghiệp Sơn Hòa 500 hecta. Gần đây, trái xoài ở An Giang có chỗ đứng vững chắc ở các thị trường nước ngoài khó tính. Để đạt được kết quả đó, tỉnh tăng cường hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Phát Fruit tỉnh Long An liên kết sản xuất xoài hạt lép theo hướng hữu cơ với hợp tác xã Gáp, Cù Lao, Diên, Quyện, Chợ Mới. Công ty mua xoài hạt lép để xuất khẩu sang Hàn Quốc liên kết sản xuất tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị với hợp tác xã. Tiếp nối kết quả đó, chi cục phát triển nông thôn hỗ trợ công ty liên kết sản xuất với hợp tác xã nông nghiệp Long Bình huyện An Phú tiêu thụ và xuất khẩu 18 tấn xoài keo sang thị trường Hàn Quốc và tiến tới chinh phục nhiều thị trường trên thế giới. Tỉnh còn hỗ trợ ký kết hợp tác một chuỗi liên kết tiêu thụ giống cá tra giữa công ty cổ phần Dĩnh Quang tỉnh Đồng Tháp và chi hội nghề nuôi thủy sản Phú Thuận. Công ty ký bao tiêu sản phẩm cá tra giống của chi hội cá tra giống Phú Thuận sản xuất với giá cao hơn 4.000 đồng trên một ký so với giá thị trường đối với cá được tiêm vaccine ngừa bệnh thận mũ với diện tích khoảng 15 hecta. Ngoài ra, trong 4 tháng đầu năm 2024, tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp liên kết có triển vọng xây dựng dùng nguyên liệu tại tỉnh như là công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Đại Dương Xanh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ nông Phát Đạt, công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Hùng Tiến, hợp tác xã trái cây sinh học Ô Cớp thành phố Cần Thơ, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản với diện tích từ 50 ha mỗi vụ trên mùa. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tôn Thất Thịnh cho biết, vụ hè thu 2024, các doanh nghiệp đang triển khai liên kết trồng lúa nếp với diện tích là 18.264 ha. Chi cục phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp triển khai liên kết vụ lúa hè thu 2024 theo kế hoạch đề ra. Dự kiến vụ hè thu 2024, tập đoàn Tân Long sẽ liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa với diện tích là 1.100 hecta. Theo đánh giá của tỉnh, công tác chỉ đạo điều hành phát triển nâng chất hợp tác xã gắn với thực hiện liên kết sản xuất với doanh nghiệp ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt đồng bộ, chưa có giải pháp lộ trình cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới hợp tác xã giai đoạn 2023-2025. Quy mô sản xuất của nông dân nhỏ rời rạc, tâm lý nông dân vẫn còn e dè, chưa mạnh dạng liên kết theo nhóm hoặc qua tổ chức đại diện để cùng sản xuất với diện tích lớn, tạo sản phẩm đồng nhất. Đồng thời do yếu tố thị trường quyết định rất lớn đến giá cả sản phẩm, giá cả biến động vượt ngoài dự tính của doanh nghiệp, hợp tác xã, công tác vận động tuyên truyền nông dân tham gia hợp tác liên kết gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện thỏa thuận hợp tác Biên bản ghi nhớ của doanh nghiệp không đảm bảo, diện tích thực tế triển khai thấp hơn nhiều so với diện tích đăng ký ban đầu, gây nhiều khó khăn trong công tác vận động nông dân của các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể ở địa phương, công tác thu mua lúa nếp, thanh toán và khấu trừ công nợ còn chậm, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nông dân hợp tác xã. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang Tôn Thất Thịnh cho biết, để triển khai hợp đồng liên kết hiệu quả và đạt kế hoạch, ngành nông nghiệp tỉnh thường xuyên nhắc nhở để công ty doanh nghiệp tham gia hợp đồng liên kết cải thiện, thực hiện các nội dung như giảm thời gian thanh toán tiền mua lúa cho nông dân, có chính sách chi qua hồng cụ thể cho hợp tác xã, tuân thủ thời gian thu hoạch đúng theo biên bản chốt giá để thực hiện liên kết được tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần nhiệt quyết của tuổi trẻ, thời gian qua Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vĩnh Mỹ đã đẩy mạnh phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng bằng những công trình phần việc cụ thể thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vĩnh Mỹ đã phối hợp ban chấp hành phường đoàn tổ chức vận động cán bộ đoàn viên hội viên thanh niên thực hiện quỹ nghĩa tình biên giới hải đảo, quỹ ống heo giúp bạn. Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng phường đô thị văn minh được triển khai rộng khắp, có bước phát triển cả về chất lượng và số lượng, trọng tâm là hoạt động tháng thanh niên, chiến dịch mùa hè tình nguyện hàng năm với nhiều hoạt động thiết thực như tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan giường tạp, cải tạo hẻm dân sinh, giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, cất nhà nhân ái, hiến máu tình nguyện, an sinh xã hội. Qua đó đã sửa chữa và cất mới 5 nhà nhân ái, xây dựng một khu vui chơi trẻ em trồng trên 5.000 cây xanh tạo bóng mát, phát quang, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng đô thị văn minh. Hưởng ứng cuộc vận động một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Quỹ ban hội tích cực vận động hội viên tham gia chương trình Giọt hồng An Giang, các chương trình hiến máu tình nguyện do địa phương tổ chức. Trong nhiệm kỳ đã hiến được 109 đơn vị máu. Hàng năm tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm tháng 6, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, thu gom rác thải nhựa đội lấy quà thường xuyên tham gia tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết định kỳ 2 lần trên tháng. Hàng năm tổ chức phát động chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, trồng hơn 5.000 cây xanh tạo cảnh quan trên địa bàn, xây dựng hai tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, trồng các loại cây như là cây kiển, bông trang với tổng chiều dài 2 km, trên 300 lượt đoàn viên hội viên tham gia hoạt động chăm lo hỗ trợ cho người dân thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện thường xuyên trong đó tập trung cao điểm vào các hoạt động chăm lo tết chiến dịch xuân tình nguyện tháng thanh niên chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh hành trình tôi yêu tổ quốc tôi của hội với các hình thức thực hiện đa dạng tập trung vào việc tổ chức thăm hỏi động viên tinh thần trao tặng hỗ trợ về vật chất cho người dân thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn các hoạt động góp phần nâng cao sức khỏe trong nhân dân thông qua các hoạt động này nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên thanh niên và xã hội về truyền thống của thanh niên việt nam và hội liên hiệp thanh niên việt nam đồng thời giáo dục hội viên thanh niên ý thức phấn đấu dương lên lập thân lập nghiệp xây dựng quê hương nêu cao tinh thần sung kích tình nguyện vì an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng Cụ thể, Hiệp hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên, triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thanh niên dây vốn phát triển sản xuất kinh doanh thông qua các nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế của thanh niên từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội giải ngân vốn cho 6 thanh niên dây vốn giải quyết việc làm với tổng số tiền là 230 triệu đồng. Phối hợp tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 593 thanh niên trên địa bàn. Mục tiêu chung của Hội Liên hiệp Thanh niên phường Vĩnh Mỹ là tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống nhân hóa, phát triển lành mạnh toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần, phát hiện bồi dưỡng nhân rộng các gương thanh niên tiên tiến quan tâm chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển, vượt qua khó khăn, dựng lên trong cuộc sống. Xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, theo tổ chức Y tế Thế giới WHO, bạo lực, bạo hành là việc đe dọa hay dùng sức mạnh thể chức hay quyền lực đối với bản thân, người khác, hoặc đối với một nhóm người hay một cộng đồng người mà gây ra hay làm gia tăng, khả năng gây ra tử vong, tổn thương, tổn hại về tâm lý, ảnh hưởng đến sự phát triển hay gây ra sự mất mát. Các hình thức bạo hành bạo lực trẻ em, xâm hại thể chất, xâm hại tình dục, xâm hại tinh thần và sao nhãn, bóc lột vì mục đích thương mại và buôn bán trẻ em. Hiện nay ở nước ta, các vụ bạo hành trẻ em ngày một nghiêm trọng, tăng tiến cả về số lượng và mức độ. Năm 2009, số vụ bạo hành trẻ em là 3.000 vụ, đến năm 2011 đã tăng lên hơn 7.000 vụ. Giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010, cả nước đã có gần 4.000 vụ bạo lực trẻ em và khoảng 100 trẻ em bị giết. Một số trẻ em bị chính cha mẹ mình, cô giáo hay người thân có hành vi xâm hại bạo lực. Đây là theo con số thống kê, các vụ việc bị phát hiện, được đưa ra ánh sáng, bị xử lý, còn con số thực sự có thể lớn hơn rất nhiều năm 2011, cả nước phát hiện 1.385 vụ xâm hại trẻ em với 1.548 đối tượng gây án và 1.397 em bị xâm hại. Trong đó, nhiều nhất là các vụ hiếp dâm 472 vụ, giao cấu trẻ em 248 vụ, cố ý gây thương tích 128 vụ. Bình quân hàng năm số vụ xâm hại tình dục trẻ em chiếm hơn 60% tổng số vụ xâm hại trẻ em. Điều đáng lưu tâm là tính chất của các vụ xâm hại trẻ em đặc biệt nghiêm trọng báo động về sự suy đồi đạo đức như hiếp dâm tập thể, hiếp dâm trẻ em dưới 5 tuổi, hiếp dâm rồi giết trẻ em, thầy giáo xâm hại học sinh. Số trẻ bị xâm hại tình dục nhiều lần chiếm 28,2%. Số trẻ em bỏ học sống lang thang và bị xâm hại tình dục chiếm 11,6%. Trong gia đình, trẻ em bị sao nhãn không được quan tâm 38%, ba mẹ thành thị, gia dành 25% bà mẹ nông thôn, 3 giờ một ngày chăm sóc, năm 2009, ước tính khoảng 27.000 trẻ em làm việc trong môi trường độc hại. 16% trẻ em từ 5 tuổi đến 14 tuổi phải tham gia vào các hoạt động kinh tế giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2010, tổng số 568 vụ buôn bán phụ nữ trẻ em với 1.518 nạn nhân. Thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân của tình trạng bảo hành trẻ em là do vai trò bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em của gia đình cộng đồng chưa được coi trọng, dẫn đến kiến thức và kỹ năng bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và của chính bản thân trẻ chưa đầy đủ, nhận thức về bảo vệ trẻ em còn hạn chế, thể hiện ở khía cạnh thiếu hiểu biết về luật pháp và các hành vi vi phạm quyền trẻ em, dẫn đến tình trạng người thân trong gia đình bảo hành trẻ em nhận thức về sự nguy hại nhiều mặt và hậu quả lâu dài nghiêm trọng của các hành vi xâm hại tình dục bạo lực đối với trẻ em chưa được cảnh báo đúng mức hệ lụy của những trang web đen trò chơi điện tử bạo lực ấn phẩm đồi trụy tình trạng nhiều gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn cha mẹ ly hôn ly thân cha mẹ mắc các tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật cũng là nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em bỏ học lăng thăng kiếm sống và bị bạo lực hậu quả sẽ dẫn đến bạo hành ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất tâm thần của trẻ hoặc nguy hại hơn khiến trẻ có thể bị nguy hiểm đến tính mạng quý hoại tương lai của trẻ đa phần những trẻ em bị ngược đãi xâm hại và bị bóc lột có tâm lý mặc cảm tự ti hoặc tâm lý thù hận đối với xã hội và sau này khi trưởng thành nhiều em trong số đó cũng ứng xử tương tự đối với người khác bạo hành trẻ em làm tăng nát gia đình mất ổn định xã hội để khắc phục tình trạng này, chúng ta hãy tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo vệ trẻ em. Thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật, kỹ năng bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên, cộng đồng và bản thân trẻ em. Gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc chủ động phòng ngừa có hiệu quả các hành vi bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, tăng cường sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc quản lý giáo dục trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn thân thiện cho mọi trẻ em nhằm phòng ngừa có hiệu quả các hành vi xâm hại bạo lực đối với trẻ em xây dựng các đường dây nóng tư vấn hỗ trợ cho trẻ em nhận biết và xử lý khi bị bạo hành đồng thời phục hồi tâm lý sau bạo lực và chúng ta cần tuyên truyền cho mọi người hiểu trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc phòng ngừa bạo hành trẻ em trẻ em chủ động trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tránh bị bạo hành bất kỳ nguyên nhân nào trong hoàn cảnh nào thì bạo hành trẻ em cũng là không được chấp nhận Thưa quý vị và các bạn, dị tật bẩm sinh là sự khiếm khuyết của cơ thể trong thời kỳ bào thai do yếu tố di truyền hoặc không di truyền. Dị tật bẩm sinh như dính ngón tay, sức môi, hở hầm ếch, tim bẩm sinh, suy tuyến giáp, hội chứng đau. Trong đó phổ biến nhất là dị tật ở hệ thống thần kinh, đầu, mặt, cổ, ngực, bụng. Dị tật bẩm sinh ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất và tinh thần trí tuệ của trẻ. Theo thống kê, ước tính có khoảng 4.000 loại dị tật bẩm sinh khác nhau gây ra bởi các yếu tố như di truyền, môi trường và chưa rõ nguyên nhân. Nhiều dị tật bẩm sinh có thể điều trị đạt hiệu quả cao nếu được phát hiện sớm. Hiện nay, sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh có thể giúp phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh. Sàng lọc là việc sử dụng các biện pháp thăm dò đơn giản, dễ áp dụng, có độ chính xác tương đối cao để phát hiện các cá thể trong một cộng đồng nhất định có nguy cơ hoặc sẽ mắc một bệnh lý nào đó sàng lọc trước sinh sẽ được tiến hành trong thời gian mang thai sàng lọc sơ sinh được tiến hành ngay trong những ngày đầu sau khi sinh chẩn đoán trước sinh là việc sử dụng các biện pháp thăm dò đặc hiệu được tiến hành trong thời gian mang thai để chẩn đoán xác định những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh thông qua việc sàng lọc chẩn đoán sơ sinh là việc sử dụng các biện pháp thăm dò xét nghiệm đặc hiệu đối với trẻ ngay trong những ngày đầu sau khi sinh để chẩn đoán xác định những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh thông qua việc sàng lọc Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở Việt Nam tỷ lệ thai nhi bị dị tật bẩm sinh là 3%. Mỗi năm ước tính có khoảng 1 triệu trẻ em được sinh ra và có khoảng từ 22.000 đến 30.000 trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh theo số liệu của năm 2010. Theo số liệu từ Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, mỗi năm nước ta có khoảng 1 triệu trẻ em được sinh ra. Nếu được sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tốt, sẽ phát hiện được khoảng 1.700 trẻ em bị thalamemia là bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng. 1.400 trẻ bị bệnh đau, 500 trẻ bị dị tật ống thần kinh, 200 trẻ bị suy giáp trạng bẩm sinh, 10.000 đến 20.000 trẻ bị thiếu men G6PD và nhiều bệnh lý di truyền dị tật bẩm sinh khác. Khoảng 60% đến 70% các dị dạng dị tật bẩm sinh đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Như vậy, nếu thai phụ được chẩn đoán sàng lọc trước sinh kết hợp với chẩn đoán sàng lọc sơ sinh sẽ loại bỏ được 95% những dị tật bất thường và cho ra đời những đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên một trong những vấn đề đáng lo ngại là hiện nay tỷ lệ trẻ sinh ra được chẩn đoán sàng lọc tại Việt Nam mới chỉ dưới 1%. Vấn đề gì tật bẩm sinh ở trẻ và sàng lọc chẩn đoán trước sinh sơ sinh của địa phương theo chi cục dân số kế hoạch quả gia đình tỉnh hoặc trung tâm dân số kế hoạch quả gia đình huyện thu thập các thông tin số liệu liên quan thưa quý vị và các bạn lợi ích của sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh phát hiện nguy cơ mắc bệnh của thai nhi dựa trên kết quả siêu âm xét nghiệm máu của mẹ theo dõi chăm sóc bà mẹ mang thai và thai nhi phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh như hội chứng đau khiếm khuyết ống thần kinh hở thành bụng các dị tật tim lồng ngực dạ dày ruột sinh dục tư vấn cho các cặp vợ chồng quyết định có nên tiếp tục mang thai hay không đối với trường hợp thai có nguy cơ mắc bệnh hoặc có phương án xử lý với các biến chứng trong quá trình sinh đẻ và giới trẻ sơ sinh xác định các bất thường có thể xảy ra trong các lần mang thai kế tiếp. Khoảng 60% dị tật bẩm sinh là không rõ nguyên nhân, trẻ có thể mắc dị tật trong khi cha mẹ hoàn toàn khỏe mạnh. Một số nhóm nguyên nhân đã được xác định có thể là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây dị tật bẩm sinh ở trẻ, như là yếu tố di truyền, lỗi gen, nhiễm sắc thể dân dân, nhiễm một số bệnh khi mang thai như cúm rubella. Người mẹ sử dụng một số loại hóa chất, thuốc hoặc hút thuốc, uống rượu. Phụ nữ sinh con muộn trên 35 tuổi. Nhiều dị tật bẩm sinh có thể gây tử vong cho trẻ hoặc gây cho trẻ khó khăn trong sinh hoạt và ảnh hưởng đến thẩm mỹ, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tâm lý bình thường của trẻ, gia tăng gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội. Để giảm dị tật bẩm sinh ở trẻ, chúng ta cần truyền thông nâng cao nhận thức hiểu biết của người dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con về sàng lọc trước sinh và sau sinh, chăm sóc phụ nữ khi mang thai, giữ phòng dị tật bẩm sinh bằng cách sống lành mạnh, không hút thuốc, hạn chế uống rượu bia. Trong 3 tháng đầu mang thai nếu bị mắc một số bệnh như cúm hoặc rubella thì nên xem xét việc ngừng mang thai hoặc phải tiến hành sàng lọc trước sinh thường xuyên để theo dõi sự phát triển của thai nhi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Phát thanh hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.